Minh Hoàng và cuộc sống quanh ta 360. Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay cũng nhân cái chuyến đi thiện nguyện thì hai anh em có ghé lại một gia đình là do cô hội phụ nữ ở ấp cô ha. Và cô có thể Cô có thể giơ tay lên cho bà con biết người nào. Rồi bây giờ nữ cô là có thể Lê kể Thị về Hơi. hoàn cảnh của anh chị này ha. Xin Mời kể luôn. cô nói lớn lớn lên. Hoàn cảnh của hai vợ chồng em này thì nó bị đau bệnh dữ lắm, rồi mổ 3 lần luôn, lên Bệnh bệnh gì phổi, cô? bệnh gan, rồi bệnh Sớm mà. sỏi mật, rồi thận nữa, thì mổ 3 lần rồi bây giờ nó cũng thoát chết rồi, giờ khổ lắm. Có nghĩa là hai Vợ người người nào bị cô? À là chị ha. hai cháu bé còn đang đi học nữa, nó khổ lắm, tôi cũng dán là chồng lo cho vợ. Thì qua khỏi cơn nguy kịch rồi, bây giờ thì cũng đỡ phần nào, bớt cái bệnh hết rồi, cũng đỡ chứ thôi chứ cũng còn đi khám hoài. Như gia đình em tôi như bên hội phụ nữ đây cũng thấy cái đoàn thiện nguyện xuống giúp đỡ cho những người bệnh tật, thì tôi cũng có giới thiệu dẫn về đây cho quay cho hai vợ chồng em nên giúp được phần nào nó khổ. Hai hai người anh chị này có sổ hộ nghèo không? Cận nghèo. Có cận nghèo. Có cận nghèo không hả? Xã có cũng thường giúp Cũng có giúp gạo đồ, dưới đây tôi ở đây cũng đi vận động đi xin tiền đồ, hả? cỡ đau bệnh mổ đó đi cho tiền người này kia cho Anh chút tên đỉnh. gì? Tên Thằng Văn Hai. Anh nhiêu tuổi rồi? 44. 44 chị. Em 45 đâu quên chín đâu quên Tên gì? Dạ Nguyễn Thị Kim Thanh, 49 tuổi. 49 tuổi, lớn hơn anh hả? Dạ lớn hơn 5 tuổi. Chị giống người dân tộc quá vậy hả? Dạ không, người Việt. Người Việt hả? Dạ đau chị bệnh. chị bị sao? Dạ em viêm túi mật, tắc nghẹn túi mật, thở không được, cái chỗ bệnh viện nó chuyển xuống Cần Thơ mổ, ra bệnh viện Chợ Rẫy mổ 2 lần, Cần Thơ mổ 1 lần. Rồi gì nữa? Nhờ mổm bị nó sốt xuất huyết phụ tử, rồi giờ ở bên Long Xuyên người ta biểu em về đây xin cái giấy bảo hiểm và hộ nghèo, mình còn đi tái khám nè, qua lại ra tới thành phố tới 5 triệu rồi. Người ta biểu mình giờ về đây xin cái sổ cận nghèo mới được, mới giảm được, chứ không có tiền nữa, chứ không ai tốn tiền chi phí nhiều lắm. Mẹ em về em có nói với chị của em cho em xin sổ cận nghèo, con nghèo vậy đó, xin không được. Không được hả? Dạ Rồi mổ xong rồi nay nó có tái phát, nó có đau đớn gì không? Dạ, lâu lâu cái Cắn nó nghèo cũng con. ói, lâu lâu cái nó biến chứng lại, bắt đầu chở vào bệnh viện khám thì nó không sao. Rồi ai ngủ trên giường này? Nhỏ Hai đứa. còn đêm mà con ngủ giỏng không à, ngủ với ngủ Rồi không được. em trai em có đi làm gì không? Không, em làm gì? Không. Họ là em làm thợ là phụ phụ ngày được nhiêu dạ mấy mấy về cái lo cho con ăn học rồi vợ bệnh nữa hả? Đó. Rồi ngoài cái làm hộ có làm thêm được việc gì nữa? coi đi kiếm cá. Tối đi hả hay là đi ban ngày? Chừng nhà anh có Em làm công việc phụ hộ nó có ổn định không? dạ cũng khi đang được không biết không Em làm sao không? Hay là làm rệnh đấy? gần trên mới luôn đêm luôn làm chẳng chứ cái đó làm với Đồng Tháp chứ Đi tùm lum vậy đó hả? hay Rồi kia đâu đi em làm đó. đi vậy rồi bỏ con bỏ vợ bệnh nhà sao? Chỉ tới chiều em mới về. Đi sáng đi chiều về hả? Xa cũng phải dán chạy về. Chứ dạ bệnh sao mà dám bỏ. Được mấy đứa con? Hai đứa. Hai đứa hả? Lớn chưa? Đứa 16 tuổi với đứa 10 tuổi. Còn đi học không? Dạ còn. Còn nhỏ 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 lớn thì nó thấy mẹ bệnh cái tự nhiên cái nó nghỉ học. Là sao? À, nhỏ 16 tuổi đó hả? Dạ. Nghỉ luôn rồi Nó hả? thấy mẹ bệnh rồi nó nghỉ 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 học. Rồi có làm gì không? Nó làm như cạo học điều kia. Đáng điều cạo.
Cao kìa, vậy có tiền không? Tiền nhiều không? Chục ký có 50 ngàn, 5 ngàn ký. 10 ký hả? Cao đã đời luôn. Dạ. Ngày cao 50 ký không à? Ngày không tới đâu, 4-5 ngày mới rồi. Vậy thì 4-5 ngày không có. Vậy là 1 ngày là bao nhiêu ký? Theo mình bảo chừng á. 1 ngày làm chừng không được phân nửa nữa. Ngày được. Cao lâu lắm. Là cả 3 ký. Dạ, có 3 ký được. 15 ngàn. Dạ. Ngày có 3 ký được. Cái đó khó cạo lắm, thấy người ta cạo cũng dạ. Mà cạo khi có nãy con thấy tao bắt bước cạo lại trước cửa nhà thấy chị lừa lừa cái đống gì đen đen vậy? Đống đó đống khoai. Khoai hả? Khoai đó là của người ta rồi. Cũng cả lại cạo lại thì cần của người ta thì ông bán rồi. Bán được không? Cạo bán nhiều chút chút xíu là khoai gì? Mà cạo khoai chóp nhỏ. Rồi bán được không? Bán thì cũng khi bán chợ cũng chậm thì con giờ bán không hết. Phải bán hết đâu. Đi cân lại của người ta à, ký như cân của người ta 5-6 ngàn ký, 7-8 ngàn gì đó, về mình đặt lên lấy công làm lời bán lại như 9-10 ngàn ký đó. Rồi bán bao lâu mới hết đóng đó? Bán mỗi chợ thì bữa nào bán đắt thì hết, còn bữa nào bán mà chậm thì còn lại trở về. Rồi hôm nay cậu uống thuốc không? Em gái không, dạ còn đánh thuốc hàng tháng. Thuốc là thuốc từ thiện hả? Dạ, thuốc bảo hiểm đó. Thuốc bảo hiểm hả? Dạ. Đi qua Long Xuyên mình lãnh. Mổ 3 lần luôn hả? Dạ. Mổ 3 lần mà mổ mổ mật đó không hả? Dạ. Sao mổ mổ có giấy mổ để đó. Nó bị gì xuống Cần Thơ nó mổ nội soi. Có sổ mổ không? Dạ có. Đâu? Dạ, sổ. Xuống Cần Thơ mổ nội soi nó gấp sạn bự không à, còn sạn nhỏ còn đang có sạn luôn á hả? Dạ sạn bự không á, sạn bự cũng à, muốn này phải không? À. Đáng đẹp cái hộp sạn còn không anh? Dạ cái hộp sạn không hộp ấy thôi lấy rồi cái hộp ấy nó hộp bự có người nè, nó một nhánh vậy đó. Cái bác sĩ nói là cái này sạn mẹ, cái đó là trong túi mặt hả? Dạ. Ờ sao thấy người ta cắt cái mặt bỏ luôn, cắt luôn. Bây giờ là làm mặt, bây giờ sống là không sống mặt. Giấy tờ mổ không đó hả? Đúng giấy tờ là một đống vậy luôn hả? Giấy mổ cũng có bệnh viện gì trong đó. Bệnh viện cứ đẩy trong đó cho gì chứ. Em của con đẩy sẵn vậy nè. Em có gì cái có đồ sách đi liền. Chứ để mình kiếm sẵn thì nó lâu, mất thời gian. Hổng hổng ói cơ máu ỉa cơ máu rồi bắt đầu lên xe cấp cứu là kêu xách liền là chở chết, chở qua bển cái xuống bên Bắc ấy, kêu bắt chạy liền qua bển. Qua bển vừa vô cổng cấp cứu là chạy chừng 15 phút nữa là chết, ói ra máu luôn, đi kêu ra máu luôn. Dạ ra nói nha, ói rồi cái thau đó đựng nó máu, ông kêu anh ơi vô đổ của ông vô, ông thấy máu gỡ ngã ngang luôn xỉu luôn, nó bắt đầu cái là tới chậm kha. Chị chắc cái mới 4 mấy tuổi vậy? 49. Lớn hơn ổng rồi đây, 4 tuổi. Lớn 5 tuổi. 44 à. Có bệnh sạn mặt không chứ đó có bệnh gì khác? Nãy mình nói bệnh gan nữa không? Dạ có gan. Có gì gan nữa đó. Bên nhóc hết trơn. Thôi vậy đâu mà nhiều bệnh chứ. Nhóc bệnh nhân, bác sĩ nói là bây giờ là không có biết đường, là như em giờ muốn chết rồi chết, muốn sống thì sống chứ không có biết. Cái gan mình bệnh gì, bác sĩ có nói không chị? Cái gan là nó bên cái gì gan nó không biết. Rồi thôi. Bên gan hôm nay thì cũng có cô bên hội phụ nữ ấp ha, à, giới thiệu dẫn đến cái hoàn cảnh gia đình của hai em thì thấy nó cũng rất là thảm ha. Thì đầu tiên là mày gửi hai anh chị qua cái phần quà là đây này, giấy tờ các nước mắm nước tương đường dầu ăn bột ngọt rồi ha, là cái phần này được là của chị giấu tên ở bên Mỹ, gửi cho hai vợ chồng em một cái phần quà
và 500 ngàn là của chị giấu tên ở bên Mỹ. Dạ. Chị giúp con. Là nghĩa là phần quà là dưới tiền đó là chỉ có một người một. À, là của chị giấu tên ở bên Mỹ. Cảm ơn giấu tên. Rồi hai em cảm ơn chị giấu tên ở bên Mỹ. Dạ em cảm ơn chị giấu tên bên Mỹ. Hai vợ chồng em rất cảm ơn chị. Cái đó là của hai vợ. Cứ cắt bỏ túi đi con. Cầm chị. Cầm vợ chồng. Cầm nó đi cho nó hết. Rồi. Cái này là phần quà là 500 ngàn này nữa là của em qua ở bên Úc. Biếu cho hai vợ chồng em để có tiền mua thuốc ha. Dạ, cảm ơn chị. Chị qua ở bên Úc. Cảm ơn chị qua bên Úc. Cho em 500 ngàn này em mua thuốc uống. Rồi, tiếp tục cái niềm vui nữa là chị Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị có dặn là gặp cái hoàn cảnh khó khăn, lấy từ quỹ ra tặng cho mỗi gia đình mỗi hộ là 1 triệu. Thì hôm nay anh tới anh cũng thực hiện theo của chị ha, gửi tặng cho gia đình của em thêm 1 triệu của chị Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn chị Dung ở thành phố Hồ Chí Minh vừa giúp cho hai chồng em. Cảm ơn chị. Tổng số tiền nhận được là bao nhiêu? Dạ là 2 triệu. 2 triệu với phần quà. Với một phần quà. Với phần quà. Thì giá 300. Đúng rồi. Phần quà 300 với lại 500 ngàn là của chị giấu tên ở bên Mỹ. Còn 500 ngàn là của em qua ở bên Úc. 1 triệu đó là của chị Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Là những cái phần quà này nó gửi đến cho gia đình em. Cũng kịp thời và cũng rất là xứng đáng ha. Dạ, thì cảm ơn hai em cứ cảm ơn ba vị mạnh thường quân đó. Em cảm ơn chị Vô Tên với chị Dung với chị Hoa. Em cảm ơn chị ba chị rất nhiều. Có tiền mình có thể mua thuốc uống ha. Dạ. Uống tiêm vô để nó chống cự qua khỏi cái đau đó. Dạ. Nghe nói nghe làm là thổ ra huyết rồi đi tiêu ra huyết là thấy nghe ớn. Vâng, đa bệnh. Đây thầy thuốc đông y mà cái gì thầy thuốc thuốc nam. Chị được không? Chị được không? Đây chắc nó bó tay là chị vậy hả? Được, nhưng mà nó cả đi tới thằng giống cậu. Cái gì nó cũng phải tình cảm. Cái này nó gồm mỗi đống ở trong đó. Mất kiên gì đâu mà trong túi mặt mà sạn cục cục rồi coi nản rồi. Kiên gì luôn. Thấy là khổ rồi. Chỉ có cắt bỏ thôi. Cắt bỏ thôi chứ biết. Cắt bỏ mà bác sĩ nói gì nè. Cái bệnh của em là không trị hết được. Sạm nó vẫn còn ở trong cái bệnh mình, trong mình sẽ trứng gà nó tắc nghẹn rồi nè, chừng nào mình không có biết được. Có thể ngừa được, là trị được luôn, nhưng mà nó lúc nào phức tạp nó không biết. Thôi đi. Tay gì chuyển xe. Này, cũng thay mặt ở đây. Biết rồi. Bên phụ nữ đây cũng thay mặt ở chị Phương đây. Yeah. Thì cảm ơn mạnh thường quân ở trên cấp trên và nước ngoài và trên thành phố thì xuống giúp cho hai chồng em này nó qua cơn khổ. Thì cái bệnh nó thì không biết chết sống giờ nào, cũng không bác sĩ cũng không biết nữa. Thì giờ tôi cũng rất cảm ơn, thì có khi nào thì đến đây thì giúp đỡ được cho hai chồng em được sống qua ngày nữa thì cũng cảm ơn trên tất cả trên. Tụi con cũng cảm ơn dì đã chia sẻ cái hoàn cảnh của hai vợ chồng anh, rất thế cũng đặc biệt rất là khó khăn. Tại vì chị mang những cái bệnh thấy mệt quá nhiều bệnh rồi. Cũng hy vọng tụi con up clip này lên được có nhiều mạnh thường quân và nhiều nhà hảo tâm để ý tới gia đình của anh và có thể hỗ trợ thêm anh nữa ha. Đóng góp thêm cũng cảm ơn. Trong cái hiện tại đã có những phần quà, những số tiền như vậy á, rồi anh có mơ ước về tương lai, có thể mơ ước những cái gì nữa không? Em nói là vậy, như cho vợ em hết bệnh, với lại mần, vợ chồng mần sống. Chứ mần có tiền mua cái nền nhà đó. Cái nền nhà này là sao? Ở đậu. Ở đậu, chứ không phải của gia đình hả? Không có một đất. Yeah. Bằng mướn hồi nhỏ lớn sống không? Cha mẹ không có đất luôn. Yeah. Ở đậu của bà cô nữa.
đó. Cái này cũng mấy chú này quen với tôi, tôi giúp đỡ lên nhiều lắm rồi, con dắt dài dài vậy đó. Chị đây xem xét nhiều thêm nữa, cảm ơn chị địa phương đây. Tôi đi xuống tình nghĩa không? Mình tôi xuống là sạch không? Sạch thì không có tên danh sách. Chị có ai con nhắc nữa? Mình giá cho bà Nô nó bệnh bà bằng với em Nô nghe nó có là có đứa tiện dành trong này không có tên là chứ thằng ừ. Em bệnh nó tim bẩm sinh bị tim nhỏ tới lớn luôn, bây giờ ngặt nghèo cái lắm. Mà chế độ mà hộ nghèo với cận nghèo đó thay vì thay hai cái nó mình khác cái chế độ, nó nghĩa là mình được cái nó khác hơn chỗ nào vậy? Hộ nghèo mình được cái chế độ gì, à cận nghèo mình được chế độ gì, vậy có thể giải thích cho hộ tụi nghèo con đó. Thì trong đó cái bảo hiểm cũng khác hơn. Dạ. Thì đi nằm thì nó hơi cao hơn với đó. Hộ cận nghèo thì trong cận nghèo thì ấp này kia người ta cái cho tiền bạc thì cũng hộ cận nghèo cũng không có gì. Còn trong đó cho tiền điện hộ nghèo nha, có nghèo là cho tiền điện luôn. Dạ, cho tiền điện luôn, cấp cho mình luôn tiền điện. Có quy định không cô? Có quy định hàng năm vậy rồi cho không là biết nhiêu tôi cũng quên đấy, trong đó cũng không ghi dạ, lại. Cũng có quy định là vừa mức quy định là mình tự trả ha. Dạ, trong đó chắc cũng đủ đầy. Vậy là đó là cái thuộc về hộ nghèo ha. Dạ, hộ nghèo, cận nghèo không có. Cận nghèo thì không có. Cận nghèo chỉ bảo hiểm, hoặc có quà cáp rồi này kia cho người cũng cận nghèo, người già rồi cũng có vậy. Thì ra 2-3 năm cũng thoát cái nghèo, còn cận mấy năm trước cũng có nghèo. Rồi thôi hôm nay đến thăm gia đình cũng là cái duyên ha. Dạ. Thì tụi anh cũng đã trao những cái phần quà của các vị mạnh thường quân gửi đến cho gia đình để mình vượt qua được cái phần nào khó khăn ha. Dạ. Cũng là cầu chúc cho gia đình được mạnh khỏe, chị mau hết bệnh ha. Dạ. Để lo cho các con nhỏ. Minh Hoàng cùng em Phương cuộc sống bên ta 360 thay mặt gia đình cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Các bạn sẽ đại lượng mến chúc quý vị và các mạnh thường quân có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chào gia đình ha. Cảm ơn chào cô nhiều ha. Dạ. Cảm ơn mạnh thường quân mình đi.